Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm tiếp cái chuỗi series về chu trình đi tơ ở trong cái bể cá nước ngọt và nước mặn. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần mà đo nitrit ở trong bể cá các bạn. Thì đo nitrit thì mình sẽ sử dụng một cái bộ test, đó là cái bộ test nitrit các bạn. Cái bộ test nitrit như thế này. Đây là cái bộ test nitrit. Giá này là giá cũ nha các bạn, giá mới là 190.000 nha. Cái giá này là giá từ hồi năm trước tới giờ rồi. Thì cái bộ này là cái bộ mình đã xài rồi. Thì mình sẽ sử dụng cái bộ test này thế này. Thì cái bộ test như thế này mình sẽ để cái link mua hàng ở dưới cái phần mô tả, với giá 190.000 là giá mới, chứ có giá cũ này là lâu lắm rồi. Đó, thì ở link, một cái link ở Facebook và một cái link ở Shopee. Thì cái link Facebook thì các bạn phải thanh toán trước thì mình mới giao hàng, còn link Shopee thì các bạn có thể có thoải mái. Đó, rồi thì mình sẽ sử dụng cái bộ test này. Bây giờ mình nhắc lại một chút xíu. Khi mà các bạn xử lý xong giai đoạn amoniac nó bằng không thì các bạn hãy quay qua tới cái giai đoạn nitrit. Còn nếu mà các bạn test amoniac nó vẫn dương thì cái việc mà bạn đo nitrit hay đo nitrat nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài cái ý nghĩa nó cho các bạn biết thêm cái thông tin là cái chỉ số nitrit và nitrat của các bạn là bao nhiêu thôi. Bởi vì các bạn sẽ không thể nào mà xử lý double nhiều thứ cùng một lúc được. Cái xử lý double cùng một lúc được thì nó chỉ mang tính chất hên xui thôi. Do đó là trước khi mà mình đo nitrit thì mình phải trải qua cái bước là đo amoniac. Và để đo amoniac thì nó sẽ, bộ đo, bất kỳ bộ đo nào nó cũng sẽ là đo tổng amoniac và amoni hết. Do đó mình cũng phải xác định được là cái hàm lượng đó là amoniac là bao nhiêu và amoni là bao nhiêu. Thật sự ra không định lượng được đâu các bạn, nhưng mà mình sẽ định tính. Mà muốn định tính được thì mình phải đo bằng cái độ pH. Thì hai cái bộ này mình đã giới thiệu cho các bạn hết trơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Mình sẽ tiến hành đo hai cái thằng này trước. Mình xác định pH là bao nhiêu và xác định tổng hàm lượng amoni và amoniac là bao nhiêu. Thì khi mà thằng này nó bằng không rồi, thì mình mới bắt đầu là mình đo tiếp cái thằng nitrit nha các bạn. Thì đo cái bộ test của thằng này. Thì các bạn, mình khuyên các bạn này nha, hồi đó mình xài cái bộ test của Việt Nam á, cái bộ test đó mình bỏ rồi. Cái bộ test mà 25-50 ngàn, cái bộ Việt Nam đó, mình đo ra pH đó, lúc nào nó cũng là 4.5 hết á, một thời gian dài trong khi hạn sử dụng nó vẫn còn. Mình đo 4.5 mà sao mình thấy nó kỳ. Mình cứ tăng hoài mà sao nó vẫn 4.5 nha. Cái bắt đầu mình mới khui cái bộ IP này ra mình đo thì pH nó lại 6.5 các bạn. Nó lệch nhau tới cả bao nhiêu đó. Nếu mà các bạn 4.5 các bạn đi tăng lên cho nó bằng 6.5 đi nha, là nếu là đo cái bộ IP này nó phải tăng lên 8-9 chấm là con cá các bạn nó lật ngửa rồi. Đó, đo mấy thằng này thì rất là dễ. Đó, mình sẽ lấy 5ml ở trong cái hồ nước của mình. Cái ống nghiệm này nó rất là nhỏ, do đó mình khuyên các bạn ra ngoài tiệm thuốc tây mua một cái ống chích 2-3 ngàn như này nè, các bạn rút nước trong hồ rồi các bạn bỏ vô thì nó sẽ đơn giản hơn, các bạn bỏ vô đúng cái vạch. Chứ các bạn cứ múc đổ biết chừng nào mà nó xong các bạn, nó không có xong đâu. Đó, cái ống nghiệm này nó rất là nhỏ, ở trên đây nó có để hướng dẫn này các bạn, 5 giọt. Ở phía sau đây, để cho các bạn nào không đọc bằng tiếng Anh được thì ở đây nó cũng để hướng dẫn đây nè. Nè, bước số 1 nhỏ 5 giọt vô, bước số 2 đóng nắp lắc, bước số 3 đo màu. Đó. Thì bất kỳ các bạn xài một cái loại hóa chất nào, các bạn cũng nên lắc nó lên để cho nó đừng có đóng những cái chất rắn ở phía dưới. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mình sẽ đóng lại. Mình đo nha. Rồi. Các bạn sẽ, nó sẽ đổi màu liền luôn. Các bạn sẽ nhìn, và mình khuyên các bạn nha, nên đo với ánh sáng mặt trời hoặc là ánh đèn quỳnh quang trắng thì nó mới ra được cái màu chân thật. Thì ở đây nó cho cái mình cái màu nó lên tới 7.5. Nó lên tới 7.5. Đó, là cái mức độ này là nước, này là nước kiềm rồi. Bởi vì cái mức độ này là nó sẽ không ổn, tại vì cái hồ mình đang nuôi đây là cái hồ là hồ cá lóc các bạn. Cho nên là độ pH yêu cầu nó phải là 6 cho đến 6.5 là mức độ ổn nhất. Thì pH hồi bữa mình đo, tuần trước mình đo là 6.5 mà bây giờ lên tới 7.5, chứng tỏ là cái mức kiềm nó lên rất là nhiều. Đó, mình sẽ tìm ra được cái nguyên, mình phải tìm ra được cái nguyên nhân, nhưng mà hơi clip này thì mình không có nói về cái pH, do đó là pH để tạm đây thôi. Cái việc pH nó đo nó chỉ để ủng hộ, nó chỉ để gọi là support cho cái việc mà mình đo amoniac là bao nhiêu thôi các bạn nha. Rồi, mình sẽ lấy một cái ống nghiệm ra, mình đo tiếp amoniac. Các bạn sử dụng chất này rất là nhanh, chứ cái ống nghiệm này nó nhỏ lắm, các bạn múc vô rồi nó bị hụt, các bạn múc vô thêm cái tự nhiên nó lại bị dư, các bạn sang ra sang vô nó rất là mất thời gian. Cái bộ này, bộ amoniac này là 240 các bạn.
Cái này là clip kỳ trước đo amôn nhắc làm sao mình cũng dưới hướng dẫn rồi đó. Bỏ 8 giọt vỏ số 1 vô. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đôi khi mình quay clip nhiều khi cái mình đếm á, mình bị đếm sai, mình nhỏ sai, các bạn cũng tham khảo giùm nha. Đó. Rồi số 2 8 giọt. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn lắc lên, cái này là các bạn phải đợi tới 5 phút lận. Các bạn phải đợi tới 5 phút cho nó đổi màu. Đó, sau khi các bạn đợi 5 phút nó đổi màu rồi thì các bạn mới đo tiếp, các bạn mới đo tiếp cái bộ nitrit. Còn nếu mà các bạn nào mà sợ nó mất thời gian, các bạn đo cùng lúc cũng được, nhưng mà nó biết sao không? Nó tốn kém các bạn. Ví dụ như thằng này nó bị nó amôn nhắc nó dương đi ha. Đó, thì cái nitrit nó ra bao nhiêu mình không quan tâm nữa. Thì khi cái đây các bạn sẽ bị hao 5 giọt của các bạn. Đó. Nhưng mà nhìn như thế này là khó mà dương lắm các bạn. Khó mà dương lắm, tại vì cái hồ này bị cycling tới 2 tuần rồi. Tuần đầu tiên cycling thất bại, lý do là không sủi khí oxy, lý do là cứ nghĩ hồ cá lóc là đâu cần khí oxy đâu. Đó, cho nên nó bị thất bại ở cái chỗ đó. Đó, nó bị thất bại ở chỗ đó. Rồi ở cái lọ nitrit như thế này nè, mình nghĩ là bằng không, các bạn cứ để đó đi. Đó, mình sẽ để nó luôn nha. Bây giờ mình tiến hành đo nitrit luôn nha. Thiếu nước nè. Mình sẽ đo tới nitrit. Sau khi nitrit bằng không rồi mình mới bắt đầu đo qua nitrat nha các bạn. Nhưng mà cái đó nó nằm ở cái phần tiếp theo của nitrat rồi, thì clip này nó không có đề cập tới. Clip này nó không đề cập tới. Mình nghĩ nó bằng không là tại vì cái hồ này nó chỉ có 3 con cá lóc thôi, mà cái hồ này 200 lít mà được cycle liên tới 2 tuần mà lại có thực vật nữa. Do đó là nếu mà bây giờ amoni nó có bằng nó có lớn hơn không đi chăng nữa thì thực vật nó cũng hấp thụ rồi, tại vì cái hồ này giai đoạn đầu đâu có bón phân mà cũng không có xài phân nền nữa. Thì cái bộ này nè các bạn, bộ này chỉ có một chai thôi, bộ nitrit nó chỉ có một chai thôi, các bạn lắc lên xài và nó 5 giọt cho một một lần thử như thế này. Nó rất là đơn giản. 1 2 3 4 5. Và các bạn cũng đợi 5 phút nha các bạn nha. Các bạn cũng phải lắc đều lên và đợi 5 phút luôn. Mình cũng nghĩ nó bằng không luôn. Ở trong đây nó sẽ có một cái tấm bảng màu để mà các bạn đo. Cái bảng màu này là sử dụng được cho cả nước biển và nước ngọt luôn nha các bạn. Nước biển và cho nước ngọt luôn. Ở bên đây thì nó, bạn nào không rành tiếng Anh thì nó có hướng dẫn sử dụng màn hình minh họa. Thì bây giờ có đọc được tiếng Anh mình cũng sẽ nhìn cái hình này cho nó nhanh. Nè các bạn thấy không? Lọ số 1 nhỏ 5 giọt. Vô 5ml đóng nắp lại rồi mình lắc đều, mình đợi đúng 5 phút xong mình đối chiếu bảng màu. Đó, 5 minutes nè. Rồi, mình để ở đây. Mình cắt mấy cái lọ này đi. Cái lọ này đa phần đó là khi các bạn lắc lên nó sẽ bị tràn ra ngoài. Thì tốt nhất là các bạn nên lấy khăn hay là lấy khăn giấy đồ của mình lau trước khi mà mình đóng nắp vô, vệ sinh cho nó sạch sẽ thôi các bạn. Tính mình thì mình hơi kỹ một chút xíu, cho nên mình sẽ lau cho sạch sẽ mình mới đóng nắp vô. Đây các bạn thấy không, mình đã lau sạch hết bên ngoài rồi, giờ mình mới đóng nắp vô. Rồi sau khi các bạn xài cái này xong, các bạn cũng nên rửa, các bạn nên rửa bằng nước sạch rồi các bạn lấy khăn giấy các bạn lơ chùi vô. À, như mình nói nè, từ nãy cũng 5 phút trôi qua rồi nó bằng không luôn nè các bạn nha. Mức độ tổng hàm lượng amoni và amôn nhắc nó bằng không luôn. Rồi tổng hàm lượng nitrit thì chắc chắn nó cũng, mình nghĩ nó cũng bằng không rồi. Tại vì trong vòng 2 tuần thì cycling bằng stability thì nó rất là nhanh. Tốc độ cycling của stability là mắc là khoảng từ 1 tới 2 tuần. Đối với những cái hồ nào mà nó kiểu như là nó hơi gọi là nó hơi chanh chua một chút xíu là mới kéo vào 2 tầng. Còn những cái hồ nào mà nó kéo tới 3 tầng á thì các bạn nên khuyên dùng, không nên dùng stability nữa, bởi vì stability nó không tải nổi cái hồ đó. Thì khi mà những cái hồ như vậy mình rất là hiếm khi nào mà gặp những cái trường hợp như thế các bạn. Đa phần rất hiếm để mình gặp những cái trường hợp như thế, trừ khi cái hồ nào mà tải trọng sinh học nó quá khủng khiếp, tức là đang cycling mà các bạn thả cá đóng cá lèn cá vô á, thì bắt đầu mình mới chuyển qua cái loại vi sinh thứ hai là nâng cấp của cái bảng stability là aquaculture ship á. Nhưng mà các bạn đó thì nó tốn hơn. Thì đây là mình đã đo cho các bạn rồi, thử nghiệm cho amôn nhắc các nitrit cho các bạn luôn rồi, nó bằng không luôn. Bây giờ cứ để 5 phút thì nó cũng bằng không thôi. Đó, thì bây giờ cái công việc của mình ở đây là hai thằng này nó bằng không rồi. Thì bắt đầu mình mới đi tím tới cái phần 3, đó là cái phần đi chát. Nhưng mà cái đó mình sẽ để ở trong cái chuỗi series tiếp theo. Mình sẽ để ở trong cái chuỗi series tiếp theo nha các bạn nha. Còn bây giờ cái công việc của mình ở đây là làm gì? Cái công việc của mình ở đây là mình sẽ phải chỉnh cái độ pH này. Mình sẽ tìm ra nguyên nhân ở cái độ pH này để mình chỉnh xuống. Đó, như các bạn thấy cái độ pH này nó... sự nó cũng khó nhìn ghê ha, không biết nó nằm chỗ nào luôn á.
không không biết là nó nằm ở chỗ nào luôn các bạn. Hồi nãy là thấy là nó nằm 77.5 mà bây giờ nó đổi để lâu nó đổi cái màu á. Bởi vậy để lâu này đổi cái màu, còn cái này là 5 phút là mình canh màu, còn cái này để lâu rồi nó ra màu khác rồi. Hồi nãy mình thấy cỡ 7.5. Đó, rồi clip của mình tới đây là kết thúc. Rồi cái bộ này là 190.000, mình để link ở dưới cái link mua hàng ở phía dưới clip này ở trên Shopee, các bạn xem và các bạn nhấp vô nhé. Các bạn nhấp vô nếu mà các bạn có nhu cầu. Mình khuyến nghị các bạn nên đo tất cả những cái chất ở trong hồ một bộ như vậy á, một lần test rất là nhiều lần các bạn, nó tới 180 lần test được. Nó tới 180 lần test được. Trong cái tháng đầu khi mà các bạn mới set up hồ á thì tuần nào các bạn cũng test là các bạn mắc chỉ có 4 lần test thôi. Sau đó trở đi cho tới từ cái tháng thứ 2 cho tới tháng thứ 6, 2 tuần các bạn chỉ test có một lần thôi. Đó là coi như một tháng các bạn chỉ mắc 2 lần, vậy bây giờ 5 tháng nữa các bạn mắc có 10 lần. À, tổng cộng các bạn mắc nhiêu? Các bạn mắc 14 lần. Rồi cái bắt đầu từ tháng thứ 6 cho tới năm thứ nhất là một tháng các bạn test có một lần, hoặc là bất cứ khi nào các bạn thả cá vô mà nó nhiều quá, hay là con cá bắt đầu nó nổi mặt nó ngợp thì các bạn mới test, thì lúc đó cái bộ test của bạn có nhiều khi là nó xài tới 1-2 năm lận. Nó 1-2 năm lận mà cái bộ test thì hạn sử dụng của nó tới 4 năm lận các bạn. Hạn sử dụng của nó tới 4 năm lận. Do đó cỡ nào thì các bạn cũng sẽ không có thiệt thòi đó. Hai bộ này sử dụng cho nước ngọt và nước mặn. Riêng bộ này chỉ sử dụng cho nước ngọt thôi nha các bạn nha. Nước mặn test pH là nó có một cái bộ riêng nha. Đó, do đó test pH là nó sẽ có một cái bộ của nước pH nước biển riêng. Đó. Rồi thì hai cái bộ này test pH làm sao, test nước ngọt nước mặn sao là y chang vậy luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái chuỗi series ở cái phần tiếp theo của chuỗi series chu trình heater.